Chào mừng các bạn đã đến với Ben Channel. Vậy là trận chiến giữa Tatsubaki và Saitama đã đến hồi kết. Tatsubaki, một cô nàng ương bướng và có phần kiêu ngạo với hầu hết mọi người, nay cô lại dành sự tôn trọng cho Saitama. Quả nhiên là một điều bất ngờ đúng không? Bởi vì Tatsubaki là một nữ nhân vật có tính khí khá thất thường. Cô được xây dựng dựa trên hình ảnh của một nữ tsundere, là một nhân vật có tính cách đặc biệt, thể hiện sự lẫn lộn giữa sự lạnh lùng, cứng rắn, nhưng đôi khi cũng rất dễ thương, ân cần. Thế nhưng cũng bởi chính tính khí này, sáng nắng chiều mưa của cô mà nó cũng được coi là một trong những lý do khiến nhiều fan One Punch Man thích cô nàng này, bởi sự đa dạng và phức tạp trong cách cô thể hiện cảm xúc của mình. Mặc dù cô thường lạnh lùng và thậm chí là có phần thô lỗ, kiêu ngạo với nhiều người, tuy nhiên có một sự thật rằng đây cũng là một cách để cô nàng che giấu đi cảm xúc thật sự của mình, do sợ bị tổn thương hoặc không muốn để lộ sự yếu đuối của bản thân, đặc biệt là trước mặt em gái Fubuki. Tuy nhiên, khi cô cảm thấy an toàn và tin tưởng vào một người nào đó, thì Tatsumaki sẽ mở lòng và thể hiện sự ấm áp, quan tâm tới người đó. Cụ thể là hình ảnh cô chịu nghe lời Saitama. Vì đâu mà Tatsumaki lại cảm nhận anh bạn này là người kiên nhẫn để thấu cảm được cảm xúc của cô? Điều đó lại càng chứng tỏ rằng dù bề ngoài có thể khó gần và khó hiểu, nhưng sâu trong lòng Tatsumaki lại rất đáng yêu và nghe lời. Thế nhưng Saitama đã làm những gì mà cô nàng lại nghe lời của thánh hói? Điều gì đã khiến Tatsumaki thay đổi tới như vậy? Hôm nay hãy cùng mình phân tích để biết thêm lý do Tatsumaki lại dành sự tôn trọng lớn cho Saitama như vậy nhé. Saitama mạnh hơn cô nghĩ. Có lẽ đây chính là điều đầu tiên mà nhất định chúng ta cần phải nói đến. Chả ai ngờ rằng Saitama, với vị trí là một cấp A hạng 39 như anh, lại có thể đủ sức đối đầu với một cấp S mạnh mẽ như Tatsumaki. Cộng với bộ dạng kém sắc và trông ngờ nghệch như vậy, thì với một người thường nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá con người như Tatsumaki, lại càng cho rằng Saitama chính là một trong những đối thủ yếu ớt mà cô nhất định sẽ dạy cho anh chàng này một bài học. Nhưng thật sự là đâu ngờ, với một tên không có danh tiếng, Saitama lại là một anh hùng rất tầm thường, đã khiến cho cô nàng càng chiến đấu, cô càng điên tiết, nhưng rồi lại cho cô một cảm xúc vui sướng khi lao đầu vào một cuộc chiến mà Tatsumaki có thể vô tư thoải mái, sử dụng toàn lực của mình. Dần dần sự để phục về sức mạnh của Saitama đã khiến cô nàng này buộc mình phải chấp nhận thua cuộc và chịu lắng nghe anh. Như các bạn đã biết, thì Tatsumaki là một người được biết đến với tính cách kiêu ngạo và thường coi thường các anh hùng khác. Cô thường xem nhẹ những anh hùng yếu hơn vì cho rằng họ luôn phải dựa vào sức mạnh của cô trong những trận chiến. Điều này khiến cô có một thái độ ngạo mạn và không tôn trọng đối với những người xung quanh. Một ví dụ điển hình về thái độ coi thường Tatsumaki là khi cô gặp Saitama, anh hùng hạng B. Trong một cuộc họp các anh hùng hạng S, cô đã tỏ ra không hài lòng khi biết rằng một anh hùng hạng B cũng tham dự cuộc họp. Sự kiêu ngạo của Tatsumaki cũng giống như cách mà Samurai Nguyên Tử đã từng thể hiện. Trong lần đầu tiên gặp gỡ Sai Hói, ông cũng từng thể hiện sự khinh thường đối với Thánh Sai khi cho rằng Thánh Chọc không xứng đáng để ông phải bắt tay. Thái độ này cho thấy Tatsumaki và nhiều anh hùng lớp S khác hay lấy vẻ bề ngoài để đánh giá chung về thực lực của người đó, và họ cũng thể hiện thái độ rất thiếu sự kính nể đối với các anh hùng cấp thấp. Vậy nhưng sau trận chiến, Tatsumaki đã dẹp bỏ ý nghĩ đó và có cái nhìn thiện cảm hơn với Saitama. Còn nhớ vào lần đầu tiên khi bị Sai Hói nắm tay cô để chặn đòn tấn công của cô vào băng bão tuyết, thì chị đại của chúng ta cũng đã rất tức giận. Cô đã dùng một lực cực lớn vào Saitama, sau đó còn tính xoắn cái trụ sở anh hùng. Cô còn liên tiếp áp đảo thành công Thánh Hói bằng nhiều chiêu thức chiến đấu, như tạo thành một cơn bão, điều khiển các tảng đá lớn để áp sát Saitama, hay búng vào mặt Sai Hói với một lực cực mạnh bay xuyên qua nhiều thành phố. Tới nỗi cô còn có thể lôi anh bạn này về thành phố A bằng cách cho mặt Saitama massage vào mặt đường. Đủ các trò, đủ các tuyệt kỹ. Gần đây nhất là cô còn tạo ra những cơn sóng cuộn vào hai phía để chôn lấy Saitama, để rồi khiến toàn bộ khu vực bị tàn phá, rung chấn, ảnh hưởng tới cả trụ sở Hiệp hội Anh Hùng. Mạnh mẽ và tàn bạo là thế, nhưng mọi phương cách mà cô tấn công đều không thành công. Về điều này dần khiến cho cơ thể yếu đuối của Tatsumaki lao liệt và kiệt sức. Mặc dù đây là trận chiến giữa hai người rất mạnh, nhưng nhìn vào tổng quan thì chỉ có mỗi Tatsumaki chiến đấu, còn phía bên kia thì Saitama lại chỉ kiên nhẫn để cho cô nàng này bớt giận mà thôi. Ấy nhưng, cũng vì Tatsumaki lao tâm khổ sức vào một cuộc chiến như vậy mà cô phần nào cũng đã vơi đi sự giận dỗi mà băng bão tuyết đã khiến cô tức giận. Một phần nữa thì nhờ vào sức mạnh bá đạo của Thánh Hói mà Tatsumaki đã có một cuộc chiến thoải mái như vậy. Chính vì thế mà cô đã dành một sự công nhận rất lớn cho sức mạnh của Saitama. Và đây phải là lý do đầu tiên khiến cho cô nàng ương bướng này chịu lắng nghe Thánh Sai. Mà như đã biết, Tatsumaki vốn dĩ luôn coi thường những kẻ yếu đuối và tự mãn với vị trí lớp S của mình. Nhưng cô đâu biết được rằng Saitama chính là một trường hợp đặc biệt khiến cô bắt đầu có cái nhìn khác về anh bạn này. Thế nên, nói tại sao Tatsumaki lại nghe lời Saitama thì chắc điều đầu tiên chúng ta phải thừa nhận rằng Sai Hói quá mạnh, mạnh hơn cả những gì cô nghĩ. Nhờ thế mà cô mới chịu lắng nghe những gì Thánh Hói nói. Thêm một tình tiết mà mình cũng cho rằng tình tiết này khá là hay. Nó có vẻ cũng là một yếu tố khiến Tatsumaki thấu hiểu cho những thành viên băng bão tuyết là nhờ
hơn câu nói, trước khi bắt đầu làm anh hùng, Saitama thậm chí còn không đánh nổi một cấp sói. Một câu nói của Thánh Sai đã khiến cho chị đại chúng ta ngỡ cả người. Với từng ấy sức mạnh, một kẻ chống chịu được sức mạnh từ thảm họa của cô, ấy vậy nhưng từng có thời điểm anh bạn này lại không thể đánh nổi một cấp sói. Nghe có vẻ phi lý đúng không? Và cũng nhờ câu nói này mà Tatsumaki đã chịu mở lòng và tha thứ cho hội Bão Tuyết để giúp họ có cơ hội phát triển sức mạnh của mình hơn. Tuy nhiên, thông qua câu nói đó, Tatsumaki lại càng quý trọng Saitama hơn. Để có được một sức mạnh to lớn như thế này, chắc chắn anh bạn hỏi này đã phải kiên trì và luyện tập rất nhiều. Điều đó lại khiến một cô nàng như Tatsumaki đây rất ấn tượng về Sai hỏi đúng không? Một người sinh ra không có thiên bẩm sức mạnh như cô, và anh ta đã chịu luyện tập để mạnh mẽ hơn từng ngày. Chính vì thế mà với một người đã trải nghiệm đủ nhiều như Sai hỏi, thông qua quá trình luyện tập của Saitama đã chứng tỏ sự kiên trì và quyết tâm của anh. Bằng việc luôn nỗ lực và vượt qua rào cản, Saitama đã chứng minh rằng bất kỳ ai cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn nếu họ đủ quyết tâm và kiên trì. Nghe những lời này, Tatsumaki đã ngay lập tức xem xét lại việc mình có hơi quá hà khắc với em gái Fubuki hay không. Nhưng nhờ đó mà cô mới bắt đầu thay đổi tư duy trong việc dạy dỗ em gái của mình hơn đấy. Tatsumaki nhận thấy Saitama rất giống với Blast. Thông qua cháp 229 vừa rồi, có vẻ do sự xuất hiện cứu giúp cô trước sự đe dọa của tổ chức Tsukuyomi và đưa ra những lời khuyên đã khiến cho cô thay đổi cái vận mệnh của mình. Vào thời điểm đó, Tatsumaki gần như đã không tìm thấy cho mình một người nào đáng để tin cậy, vì ngay cả bố mẹ của cô cũng là những người đã giao nộp cô vào Tsukuyomi. Vì vậy mà ngay khi Blast xuất hiện, cứu cô, đồng thời gửi cho cô những lời khuyên về việc sử dụng sức mạnh để bảo vệ gia đình của mình. Điều đó đã thôi thúc cô nàng bé bỏng này trở lại ngôi nhà để bảo vệ em gái mình. Thế nhưng, cô càng cố tỏ ra cứng rắn và càng kiên định với những quyết định của Fubuki, có vẻ vẫn chưa phải là tốt cho cả cô và em gái mình. Bám víu vào một niềm tin lớn về người đàn ông Blast để tìm cho mình một lời công nhận và giúp cô có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng có vẻ, việc chờ đợi Blast quay lại đã khiến Tatsumaki dần quá mệt mỏi, cô cảm thấy mình đang bị mọi người xa cách. Cô khó khăn trong việc kết nối với mọi người và dần cảm thấy bất an cho chính những việc mình đang bảo vệ. Cái cô muốn chính là một sự công nhận từ Blast và một lời khuyên về điều mà cô đang cố gắng. Blast ảnh hưởng đến Tatsumaki nhiều tới thế. Cho đến thời điểm này thì chắc Tatsumaki cũng không cần quá trông chờ vào Blast, bởi ngay giờ phút này đây, cô cũng đã nhận được sự động viên, những hành động ấm lòng mà Saitama dành cho cô thông qua những cái xoa đầu và lời khen về sức mạnh của cô nàng đã khiến Tatsumaki phần nào thay đổi suy nghĩ trong lối tư duy hà khắc vốn có của mình. Trong phân đoạn ngắn tại cháp 229, thì lần đầu tiên Tatsumaki được Sai hỏi dành cho mình một lời khen, không phải là một lời nhận xét rằng năng lực của cô trông như Fubuki, mà đây là một lời nhận xét rất có giá trị. Anh đã nói rằng anh không biết liệu rằng siêu năng lực hay linh lực thì phải trải qua huấn luyện kiểu gì, nhưng có vẻ cô đã thực sự luyện tập chăm chỉ lắm đấy nhỉ. Quả thật là rất ấn tượng. Không biết các bạn có thực sự biết điều này hay không? Thế nhưng, Sai hỏi vì là một người quá mạnh khi sở hữu cho mình một cơ thể quá cứng chắc, cho nên việc bị một sức mạnh nào đó tác động lên thì để Saitama cảm nhận được nó mạnh mẽ, chắc chắn người đó phải khiến cho Saitama cảm thấy được uy lực và sự hủy diệt của nó. Vì đơn giản, một cú đấm của một thảm họa cấp rồng như Goketsu hay một cú đấm của một thảm họa cấp quỷ như Deep Sea King chắc chắn nó đều ngang nhau vì sức mạnh của anh là quá lớn. Chính vì vậy mà sự cảm nhận của Saitama cũng rất là khác lạ. Và đó là lý do tại sao anh nói rằng năng lực của Tatsumaki giống như Fubuki. Mặc dù Tatsumaki rất mạnh mẽ hơn em gái của mình rất nhiều, và như đã nói về tâm lý của Tatsumaki, thì giờ đây cô nàng đang rất cần một lời động viên, một sự thừa nhận từ một người mạnh mẽ nào đó. Mà trước giờ cô cứ nghĩ chỉ có Blast, ấy nhưng Saitama đã làm việc đó thay cho Blast. Anh cũng xoa đầu cô như cách mà Blast trước đó từng làm. Anh cũng đã dành lời khen về năng lực cho cô và khen về sự chăm chỉ của cô nàng. Đã thế còn cho cô một lời khuyên chân thành rằng đừng phá hoại tài sản của người khác và hãy sống theo ý mà cuộc đời cô mong muốn. Và Saitama cũng thấy rằng Tatsumaki là một anh hùng rất tuyệt vời. Chính vì sự tương quan với hành động của Blast, Sai hỏi đã dần được Tatsumaki kính mến, giống như cách cô kính mến Blast vậy. Từ đó mà có vẻ giờ này, ngoại trừ Blast ra thì trong danh sách của Tatsumaki lại có thêm tên của Sai hỏi nữa đấy. Thêm nữa thì có những điều mà mình cũng nhận thấy, Saitama và Blast cũng khá tương đồng với nhau, đó là cách làm một anh hùng. Cả hai đều có một sở thích là làm anh hùng để cho vui. Một sở thích rất giống nhau, cho tới nay chúng ta cũng không biết rõ câu chuyện làm anh hùng và sở hữu sức mạnh của Blast cụ thể là như thế nào. Nhưng với một người có khí chất như Blast và đứng ra nhận trách nhiệm cho việc bảo tồn sự an toàn của trái đất, thì chắc hẳn Blast là một người rất xứng đáng để được mọi người tôn trọng đúng không? Vậy là khi nói tới đây thì chúng ta có thể tóm tắt được tại sao Tatsumaki lại nghe lời Saitama. Đó là vì cô đã thừa nhận sức mạnh to lớn của anh. Qua đó Saitama lại là người đã cho cô một trận chiến sung sức, đầy hào hứng. Điều đó đã khiến cô thoải mái hơn trong việc giải bày
cơn giận dữ của mình. Tiếp đó, Saitama còn cho cô những lời khuyên, vỗ về cô trong con đường làm anh hùng. Điều đó ít nhiều đã biến cô nàng cầu có này dần nhẹ nhàng và chịu lắng nghe Saitama hơn. Thật là thú vị cho những gì mà Tatsumaki đang thay đổi đúng không? Không hẳn là một cô nàng với thái độ ngỗ ngược và hay khinh rẻ mọi người, Tatsumaki vẫn mãi là một cô nàng yếu đuối, luôn cần một ai đó thấu cảm cho những cảm xúc bất ổn này của cô, đặc biệt là một người nữ anh hùng lớp S như cô. Vậy còn các bạn có nghĩ thêm lý do nào khác để cô nàng này chịu nghe lời Saitama hay không? Như là Saitama quá đẹp trai chẳng hạn, hãy để lại bình luận bên dưới video cho mình biết với nhé!